Sau đó thì con lấy chồng. À tức là con có con có gia đình. Đẹp trai, con đi chăm sóc cũng hơi bị nhiều mối một chút. Mất mối này còn hai ba mối khác nên là cũng không để tâm ra lắm. Nhưng mà lúc đấy cái lúc mà gặp lại thì lúc đấy đúng là trống trải thật. Lúc đấy đang mới chia tay người yêu xong nên là gặp bạn này tức là cái lúc đấy khả năng là lúc con cũng là khó khăn nhất mà bạn này dám đến mình thì mình thương. Mình trân trọng. Trân trọng và thương đúng không? Thì đến lúc chia tay ạ. Nên là cảnh báo là leo lên. Có cảnh báo là không được. Cái lúc đó là con phải chặn hết Facebook của bạn ấy coi như là không chị em không bạn bè gì nữa. Chỉ biết thằng em chỉ thôi. Con nhớ mãi kỷ niệm đó lúc đó là bạn ấy bảo là bạn đang ở trong Sài Gòn rồi bạn ấy muốn gặp con. Và lúc đó có không còn một cái gì cả. Có cái nhẫn vàng hai chỉ phải đem đi cắm. Đỡ lòng nào cũng không bao vé máy bay mà. Lúc hồi mới bảo là bạn ấy nói chưa có nhiều tiền, bạn chỉ có bao bao một đầu thôi. Con cũng ngại cũng không nói là em hết tiền rồi, cũng không tôi tự nhiên là bạn không có tiền thì cũng ngại. Đến từ thành phố Cảng. Hải Phòng hả? Hoàng năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay con 31. Hoàng 31 tuổi, vâng. Hoàng Hải Phòng. Công việc của Hoàng là gì? Con làm diễn viên cho phục vụ kênh TikTok của vợ con. Cho nhà sản xuất đây nha. Con chào cô Vân với cả chú Quốc Thần ạ. Con tên là Hương, con hiện giờ đang kinh doanh đặc sản vùng miền và đồ ăn vặt trên TikTok ạ. Con cũng đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ ạ. Tụi con đã có con chưa? Dạ tụi con hiện giờ đang có 3 bé ạ. Rồi bây giờ nè, quay ngược thời gian, cơ duyên nào hai đứa gặp nhau? Chuyện của bọn con cảm giác như nó là một cái định mệnh ấy. Bọn con ngày xưa là hồi mới lớn thì là tầm ấy là chồng con thì mới có mười mấy, con thì hai mấy thì là gặp cùng công ty. Là sao là con mười? Con lớn hơn. Dạ vâng ạ. Lớn hơn 4 tuổi á. À lớn. À 4 nãy tuổi. Là chưa có giới thiệu tuổi là không biết. Vâng. Này, ngộ là chồng con nhìn già hơn con nhiều lắm. Đấy, cháu được thế đấy, cháu được cái già hơn vợ nhiều quá đấy. Căn bản là mình lấy mà mình yêu người hơn tuổi mình cũng phải cố gắng mình già đi chứ con sống rồi. Đó là hy sinh đời trai đó. Cũng thiệt thòi chứ vậy. Rồi sao nè? Hai vợ chồng con thì làm cùng công ty với nhau. Lần đầu tiên gặp chồng con trời ơi, lúc đó chồng con ốm tức là chưa có béo mập như giờ, con bảo trời ơi sao có người đẹp trai như vậy. Trong lòng thì cũng rất là thích rồi. Chồng con thì con thấy là cũng hay hỏi thăm trò chuyện với con. Con làm trên văn phòng của chồng con thì làm ở dưới kho. Chồng con cũng hay lần lá ra nói chuyện bắt chuyện làm quen. Con thì là con cũng thích rồi đấy. Thế là lấy nhưng bạn mà cũng kể sai sự thật thế nào. Con đính chính đi. Con ở dưới kho, bạn này bạn ở văn phòng, bạn hay bạn nó xuống hay xuống cho con bạn xin đồ chứ con đời nào con chịu lên trên đấy đâu. Nhưng mà là xuống xin đồ là có lý do là muốn gặp cái anh này đúng vâng, không? Vâng đúng rồi. Vâng. Kể cái gì trên truyền hình mình kể kia cũng cam kết rồi mình kể cho đúng. Đâu tức là cô nghe là vợ con nói là nó thích con. Hai đứa làm chung với nhau. Đó là con ốm và vâng, xinh, cũng xinh trai. Vợ con khen mà. Đấy là sự thật. Thế còn Hoàng thì sao? Anh nó để trong mắt đâu. Tức là để ven đường không để trong mắt luôn. Vâng. Anh phải thật đi, anh phải nói thật chứ. Thật là nói chung là phải 1-2-3 lần chứ không phải đầu đầu tiên đâu mà 2-3 lần trên văn phòng cũng hiếm bạn nữ sinh gái. Cũng là... Nhưng mà rồi hai đứa có đến được với nhau không? Sau khi quen nhau thì biết được thì vợ con học cùng lớp đại học với chị gái con. Chị cũng thấy hơi thân bảo là không được đâu nhớ nên là đấy mà con cũng thường mải chơi nữa nên là thôi thì cứ nói chuyện thôi thì 2-3 tháng sau thì thấy bọn đấy vợ con đâu nữa cả. Sao vậy? Vợ con nghỉ làm từ lúc đấy là mất liên lạc. Sao đang làm tự nhiên đột ngột nghỉ vậy? Hôm ấy tình cờ thì là bạn ấy dẫn con về nhà bạn ấy chơi. Vào nhà gặp bạn ấy trời ơi ngại quá là gặp đúng chị gái. Chị gái của bạn này là bạn thân của con. Tự nhiên thấy chán chán mà bây giờ làm sao mà có thể bước qua được cái vượt lên chính mình được đúng không? Thế là thôi. Thế là thôi, con có duyên không nói chuyện trò cái thứ gì nữa. Rồi con cũng nghỉ làm thì con cũng không có nhắn tin và không chào tạm biệt bạn ấy. Coi như là dứt luôn. Dạ dứt luôn ạ. Con chuyển công ty ạ. Sau đó thì con lấy chồng. À tức là con có con có gia đình. Thế rồi sao nữa? Rồi bao lâu thì các con lại gặp lại nhau? 75. Tức là Hoàng có người yêu chưa? Mới chia tay người yêu cũ. Sao lại là có một cái cuộc hội ngộ? Cái cuộc hôn nhân đầu tiên của con ấy cũng không được hạnh phúc. Bé nhà con được 1 tuổi thì là hai vợ chồng con cũng ly thân. Tình cờ thì một hôm đó thì con lướt Facebook. Cái thời gian đó thì Facebook mới rộ lên. Thế là mình sẽ đi tìm kết bạn với tất cả những bạn bè cũ của mình ạ. Đầu tiên là con kết bạn với cả chị gái cũng theo dõi bạn đó thì trò chuyện. Lúc ấy cũng quên bấm bạn Hoàng thì tự nhiên hôm ấy thấy chị gái đăng cái Facebook là chúc mừng sinh nhật em trai. Lại là nhìn thấy ổng. Dạ vâng ạ. Mà con nhìn thấy ông tức là khác hoàn toàn chứ trước đây rất là tự nhiên bị phát tướng béo. Con với lại bảo sao bây giờ lại khác vậy? Thế là con mới mò vào Facebook con xem. Con là người chờ đợi nhắn tin. Công việc của con lúc đó là ngày đấy con đang đi học, con đang đợi ra bằng để con đi lên tàu, con đi tàu. Đi tàu biển à. Dạ vâng. Con gặp lại nhau thì là đúng là làm quen với nhau là thời gian là chồng con cũng chuẩn bị đi tàu. Thời gian để gặp gỡ nói chuyện nhau thì nó cũng rất là ngắn. Lúc đấy con cảm giác như chồng con như kiểu là sống gấp ấy, nhắn tin dồn dập nhưng mà cũng phải biết được tình hình là đồ địch như nào lắm hết mọi thứ nên mình đánh dồn dập luôn, đánh phủ đầu. Nhưng mà anh kể thật đi, tại vì sao mà trước đấy ngày xưa anh không kiểu dồn dập, sao tự nhiên đến lúc mà anh nhắn tin anh lại đó phải kể thì anh chia sẻ với cả cô chú ở đây anh giặc bên Ngô bằng bà cô bên chồng mà là chị gái mình mà lại còn là bạn thân của chị đó thì làm sao mà vượt qua nổi cô. Nhưng mà tại vì sao em đến bây giờ em vẫn chưa hiểu tại vì sao mà đến lúc mà gặp lại ấy, sau 7 năm hỏi sớm lên em hỏi thì đúng rồi, cho để chưa chồng hỏi rất là nhiều lần nhưng mà con không hiểu lý do tại sao
đến lúc gặp lại tự nhiên dồn dập xong tấn công con. Chia sẻ thật với chú Thuận, con cũng thuộc dạng lúc đó đẹp 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 trai, có tính chăm sóc, cũng hơi bị nhiều mối một chút, mất mối này còn 2-3 mối khác nên là cũng không để tâm cho lắm. Nhưng mà lúc đấy cái lúc mà gặp lại thì đúng là trống trải thật, lúc đấy đang mới chia tay người yêu xong nên là gặp bạn này mới là cái lúc đấy khả năng là lúc con cũng là khó khăn nhất mà bạn này dám đến mình thương, mình trân trọng và trân trọng và thương đúng không, với lại là chia sẻ có cái câu chuyện của bạn này thương. Ôi bảo sao có mấy năm không gặp mà sao lại gặp nhiều vấn đề biến cố quá đúng không, có thương cũng thương là thương. Gia đình hai bên có biết không? Đấy là chưa biết. Bên nhà chồng con là lúc đó là có phát hiện. Chị gái con lúc đấy cũng phát hiện ra, đăng Facebook. Không hiểu làm sao chị biết được là con với cả Hoàng nghệ gặp lại nhau. Con chỉ đăng Facebook vu vơ thôi. Anh cũng không hề đăng ảnh em lên đúng không? Có đăng. Có đăng. Chị gái phát hiện. Vâng, cái chị nhìn Facebook chị phát hiện hay là cảnh chị làm dùng đăng lên. Có cảnh báo là không được. Thế lúc đó là con phải chặn hết Facebook của bạn ấy, coi như là không chị em không bạn bè gì nữa. Chị biết thằng em chị thôi. Đó. Tất cả mọi người con đều giấu ạ. Lúc đấy thì gọi như kiểu tình chị em ấy, thì lúc đó con cũng không xác định với chồng con vì mình cũng mới lỡ dở một lần rồi con không. Thế rồi xong là mấy tháng sau là bạn này đi tàu. Dạ vâng. Là tụi con gần như yêu xa. Vâng. Dạ vâng. Một lần con đi là mấy tháng con mới lên bờ? Con đi là 18 tháng. Trời ơi. Ôi trời ơi, hơn một năm mới lên bờ. Vâng, tàu vẫn về Sài Gòn nhiều. Chồng con cứ lênh đênh ở trên biển này thì liên lạc không liên lạc được. Cứ khi nào mà về cập bến thì có tí sóng thì bắt đầu mới liên lạc. Cứ khi nào bạn cập bến Sài Gòn cái là bạn phải lập tức bạn ấy bắt con là phải từ Hải Phòng bay vào trong đó để gặp bạn ấy, mà chỉ gặp nhau cái xong lại bay ra là bạn lại lên tàu bạn đi tiếp. Gặp thôi chứ không ở lại ngủ hả? Dạ không ạ, nhiều khi là chỉ gặp lại thôi mà con còn không có đồng nào cả vì hồi đó con rất là nghèo. Con đi làm ngoài đó lương chỉ có 2 triệu một tháng thôi mà còn phải nuôi con nữa. Mà đã vậy phải mua vé máy bay bay vô gặp ổng chứ. Dạ, con nhớ mãi kỷ niệm đó luôn, là lúc đó là bạn ấy bảo là bạn đang ở trong Sài Gòn rồi, bạn ấy muốn gặp con. Mà lúc đó có không còn một cái gì ấy cả, có cái nhẫn vàng 2 chỉ phải đem đi cắm. Nở lòng nào cũng không bao vé máy bay mà. Khó chứ. Bạn ấy lúc hồi mới lên tàu là bạn ấy chưa có nhiều lúc tiền, bạn chỉ có bao một đầu thôi. Con cũng ngại, cũng không nói là em hết tiền rồi, cũng xấu hổ tự nhiên là bạn em không có tiền thì cũng ngại. Con đi tàu 18 tháng rồi con mới lên bờ hả? Vâng. 18 tháng thì vốn liếng lúc đó ngon lành chưa? Chồng con là không phải là tiếp người mà biết giữ tiền, có bao nhiêu tiền là gửi hết về cho mẹ để trả nợ hay là gì đó con không biết. Để sửa nhà. Ngoài cái đồng tiền mà đã gửi về cho mẹ thì là bạn ấy còn thể có thêm tiền màu tiền mè nào là bạn lại bớt xén lại rồi bạn ấy lại gửi về thêm cho con. Đó để con trai trả cuộc sống hàng ngày. Nên là lúc bạn ấy xuống tàu là không có một đồng nào ạ. Hồi đến khi nào thì hai gia đình mới biết và hai đứa mới bắt đầu có một cái công việc chung với nhau. Lúc con đi tàu xong bên Sinh ấy thì thấy ở bên đấy cái ship của nó hay quá. Mới gọi điện về cho bạn này bảo là tình hình là ở Việt Nam mình có như bên Sinh người ta có những cái món đồ người ta gọi ship vậy chứ không? Hàng á. Vâng. Mấy năm trước bạn bảo là không, chẳng biết là gọi ship nó cái gì cả. Thế gọi để tôi phát này xuống tàu để về làm mở công ty shipper. Ship. Thế rồi thành công không? Không lỗ là may đấy chứ. Nhưng mà cái vốn bỏ ra nhiều không? Khi mà chồng con quyết định là xuống tàu thành lập công ty ship ấy, vợ chồng con là không có đồng vốn nào cả. Vay bạn bè, anh em bạn bè là 5 triệu để mà làm cái biển quảng cáo ấy, để cũng không vay được. Lúc đó vay 5 triệu thôi mà bạn kiểu nói ra nói vào ấy, chồng con tính tự ái cao mà sĩ diện nên là nghe thấy bạn kiểu nói động chạm vậy là thôi, không cần phải vay nữa. Tự hai vợ chồng làm được bao nhiêu thì làm. Và cuối cùng công ty thành công. Dạ. Và tồn tại cho tới bây giờ? Dạ không ạ, bọn con làm ship thì lúc đó chỉ làm tầm 1 năm thôi. Thì khi mà con làm ship thì con mới thấy là cái cơ hội mà phát triển kinh doanh ấy nó rất là rộng mở trên mạng online. Tức là vì con ship hàng cho người ta rất là nhiều ngành nghề. Con biết được cái mặt hàng nào đang là phát triển nhất thì là con quay sang là con kinh doanh. Thì là lúc đó thì là trái cây nhập khẩu mới nở rộ. Thì là con chuyển sang là con kinh doanh trái cây ạ. Đó. Thế là bây giờ là đến đặc sản vùng miền luôn rồi. Dạ vâng. Đúng không? Lúc đấy ship gặp quả xoài keo đó không? Hai vợ chồng nhập về bán. Thôi rồi luôn. Thế mình bảo thôi đấy, nông sản giúp mình thì mình phải cố gắng. Đúng rồi. Hai vợ chồng hợp tác làm ăn với nhau như vậy mà gia đình không biết hả? Có biết. Gia đình của Hoàng có ủng hộ không? Gia đình con cần... Từ đầu đúng không? Từ đầu ấy. Khi mà chồng con mới xuống tàu ấy, là dừng hẳn công việc đi tàu đó. Bố mẹ chồng con rất là thất vọng. Tự nhiên đi quen con bé này. Mà bỏ hết cái sự nghiệp mà bố mẹ đã gây dựng cho. Công việc cứ lông bông. Nhất là cái thời điểm đầu khi mà bọn con đi ship hàng ấy. Gọi là một công ty ship nhưng mà thân bọn con cũng phải là vừa cùng với nhân viên. Mình làm mình phải làm chủ, mình làm shipper. Đúng rồi, tại vì mình đâu có nhiều vốn để mình điều hành đâu. Tức là mình cứ lấy công làm lãi thôi. Đó người ở Hải Phòng con chưa biết đến ship là cái gì cả. Nghĩ rằng là con kéo chồng con xuống bờ vực xong bây giờ từ một cái vị trí đang là đi tàu như danh giá thế trở thành một cái thằng xe ôm. Ngày đấy là ship người ta gọi là xe ôm. Bố mẹ chồng con lúc đầu mà đã không thích rồi thì càng không thích. Là có một cái định kiến rất lớn với con. Đến tận bây giờ thì con luôn luôn phải cố gắng. Lúc nào cũng nỗ lực để mà cùng với chồng con để mà làm để gây dựng một cái sự nghiệp nào đó mà để con chứng minh cho bố mẹ chồng con thấy là cái quyết định của chồng con nó không có sai. Rồi bao giờ thì gia đình con mới chấp nhận? Mấy năm? 1-2 năm thì cũng may mắn là hai vợ chồng làm có một chút thành tựu để mà bố mẹ cũng tin tưởng. Để bố mẹ ghi nhận. Thế nhưng mà vợ con ý, khi mà con về ở với nó, con có thấy nó có những cái tật xấu gì không? Đó, con phải khó chịu ý.
Ừ. Bây giờ là tới phần khui tật xấu. Vợ con thì tật xấu thì cũng ít lắm, chỉ có mỗi việc tham công tiếc việc, chỉ cần công việc thôi là mọi thứ xung quanh không cần biết cái gì cả. Ừ. Không bao giờ biết mua sắm cái gì, không bao giờ biết sắm sửa cái gì. Cho bản thân hay là cho chồng? Cho bản thân, cả cho chồng nữa, cho con cũng vậy. Thế cái người đi sắm sửa là ai, là con à? Vợ chồng thì cứ thỉnh thoảng đi thì gặp cái gì thì sắm, hoặc là ông bà. Hoặc là khi nào thiếu, hoặc khi nào không có cái gì để mà ấy đó thì bắt đầu mới đi mua. Tức là không quan trọng cái hình thức bên ngoài. Đôi khi bù đầu bù cổ, tóc coi như tóc rối luôn. Đúng rồi, lúc nào tay cũng xoắn xoắn nha. Nhưng mà con cứ đi theo nhắc nhở. Ngày nào con cũng phải nhắc. Thế bây giờ có thân với chị chồng như ngày xưa nữa không? Bây giờ thực ra khi mà về một nhà thì con nó cũng hơi ngại ngại ạ. Giữ trong mức một mối quan hệ gọi là chị chồng. Nhưng mà thật ra bây giờ thì đã là hai vợ chồng rồi, cũng đã có hai đứa cháu cho cô rồi. Có gì đâu mà ngại nữa ta. Tại vì là trước là bạn bè với nhau, xong bây giờ thế mình đi làm em ấy. Là chị dạ vâng, con là người khá nội tâm và khá kín ạ. Khi mà mình đã có một cái gì đó mình cảm thấy ngại ngại, mình không thoải mái thì con sẽ không cởi mở được. Vậy thì phải là nhờ một cái sự kết nối và nhờ vào cái bản lĩnh của anh chồng này. Đúng không? Đúng. Dạ vâng. Kinh tế ai giữ? Vợ con cầm hết. Không có tịch thu hết tiền con không? Làm gì có tiền đâu để mà cứ gọi tịch thu ạ? Không phải không tiền mà không có tiền mà không cầm tiền. Con thích cái cảm giác mà để phải để cho người khác giữ tiền. Chỉ cái này đi ra mua hộ cầm với trả tiền đỡ phải mất công rút ví. Tính ra chồng con bây giờ người khôn đấy ạ. Mình đã béo xong rồi cầm ví giày cộm này nữa. Mà con lại lúc nào cũng kiểu bị mang tiếng ác, là cầm hết sạch tiền của chồng. Chồng con là nhiều lúc đi ra ngoài là không có một nghìn nào luôn. Nhớ ngại đang đi đường mà có việc gì đó, chẳng hạn đang ở gần nhà mẹ thì là gọi điện bảo mẹ cầm tiền ra cho con. Mẹ chồng con cũng hiểu lầm được là con này nó cầm hết tiền của chồng. Vậy con có muốn vợ con thay đổi điều gì không? Con chỉ cần mỗi vợ con bớt tham công chút việc lại và chịu khó đi mua sắm sửa, chăm chút cho mình một chút, cho chất lượng cuộc sống đi lên. Hoàng muốn con nên là quan tâm đến cái bên ngoài chút xíu, để nhiều khi đi với chồng thì chồng cũng hãnh diện là đây vợ tôi sinh năm đó. Rồi bây giờ tới con đấy. Tật xấu của chồng con ạ? Kể mấy ngày không hết. Kể mấy ngày không hết. Chồng con thì không có cờ bạc, không có rượu chè, không gái muốn, không bất kỳ một cái gì hết cả. Nhưng mà chồng con ấy là không biết kiểm soát bản thân mình. Tức là không kiềm chế được cảm xúc đúng không? Vâng, chồng con là không kiềm chế được cảm xúc. Lúc mà mình điên lên là mình phải điên. Ở lúc mình yêu lên là mình phải yêu, lúc mà mình buồn là mình phải khóc. Dạ vâng. Thấy là mình sao là bộc lộ ra mắt. Đúng rồi, chồng con là người rất nuông chiều cảm xúc của mình, không bao biết tiết chế bất kỳ một cảm xúc gì. Vợ chồng mà chỉ một cái vấn đề cãi nhau ấy, là chồng con lúc nào cũng phải át lại con, kiểu cảm giác như kiểu lấy thì đè người đó. Cũng phải gào lên. Mà cái tảng thịt này mà đè người nữa thì chẳng ai mà chịu nổi. Và ngày trước là cũng rất là nhiều lần là động chân động tay với con. Lúc mà mới lấy nhau về thì nó cũng rất là nhiều cái xung đột xảy ra, thế là cũng thường xuyên là cãi vã nhau. Đỉnh điểm là hồi khi mà con mang bầu bé thứ ba, con mới có bầu bé được 2 đến 3 tháng, hai vợ chồng chỉ cãi nhau về công việc thôi. Chồng con có tính là khi mà cãi không lại được với con ấy, cãi cùn lên bắt đầu là điên lên, là không cãi lại được, không làm nào được ấy, là coi là lấy thì đè người đó. Đấy là chỉ thì là không phải là gọi đánh đập như người ta, nhưng vì chồng con rất là to, chồng hất con đấy, ngày xưa con chỉ còn tầm hơn 40 cân thôi ạ, rất là bé, là chồng con là cho một cái tát thôi là cũng nảy lửa rồi. Đỉnh điểm lần đấy là chồng con đánh con thì cũng hơi đau, lúc đó là con quyết tâm là không buôn bán gì nữa, làm đến mấy mà nhận lại cuộc sống gia đình nó không hạnh phúc như thế này, mà mình đã hy sinh rất nhiều rồi, lúc con thực sự con rất là ức chế rồi, con bỏ đi, con để lại cửa hàng cho chồng con buôn bán, không cần tiền bạc gì hết cả. Con xách bạn lớn nhà con đi luôn, tại vì bạn lớn thì là con riêng con đi đâu là bạn ấy cũng phải đi cùng với con. Lúc đó là con bỏ vào Sài Gòn là con tắt máy. Rất nhiều lần là mình quyết tâm là mình phải làm thế nào để cho ông này ông thay đổi đi rồi. Nhưng mà ông vẫn chưa thay đổi, thì lần đó là con quyết tâm không thay đổi được thì thôi, mình phải tự thay đổi cuộc sống của mình. Sau mấy ngày thì là con mở cái máy lên. Mở máy lên một cái thôi là lập tức là không hiểu ông này ông định vị con từ lúc nào. Tức là ông đã cài trước từ đấy rất lâu rồi mà con không biết. Là con biết là tại sao trước đây là có khi nào cãi nhau mà cần tìm con là ông tìm được. Hóa ra là tìm ngay là ông có định vị con. Con vừa mở cái máy lên một cái là lập tức là ông ấy gọi dồn dập, ông bảo em đang ở Sài Gòn để anh bay vào. Đến buổi tối là tìm được đến đúng chỗ khách sạn của con. Rồi sao? Chồng con gọi năn nỉ ý ôi xin để mà gặp con. Hôm đấy con là ở đường Bùi Viện hay đường gì nhỉ? Đường Bùi Viện. Con đang ngồi uống nước cam ở ngoài thì chồng con đi khắp phố, đi lên đi xuống thì mãi sau tìm được con. Chồng con cũng có quỳ xuống xin lỗi. Bảo con có mang ra thằng cu thứ nhì vào đi theo con không? Không, thằng đấy lại theo mẹ theo luôn. Con là mất cả chị lẫn trai. Thế rồi là tha thứ. Còn thì chồng con có nói một câu là tha cho anh nốt lần này, nếu như mà anh còn một lần mà như thế động nữa chân động tay và động chân động tay thì anh sẽ tự chặt tay mình đi. Ôi trời ơi. Thì lúc đó con mới tin, con mới cho chồng con một cơ hội lần nữa. Qua ngày hôm sau cuốn gói bay về Hải Phòng. Bị Covid. Trời. Cái gì? Bị Covid ngay lúc đó. Vâng, vào đấy bị Covid luôn. Như vậy là ở một tuần. Vâng, phải một tuần. Vâng, hết Covid rồi mới về. Nhưng mà từ rồi lúc đó là từ lúc đó đến bây giờ là chồng con thay đổi chưa? Dạ trộm vía thì là từ ấy giờ là cũng phải gần 2 năm rồi. Tại ông đã hứa rồi. Vâng. Còn động tay động chân nữa là còn có một tay à. Nói chung nghe con kể như vậy khán giả và chú với cô Vân cũng rất là mừng. Con mong muốn chồng con thay đổi thêm điều gì nữa?
con cũng chỉ mong là thứ nhất là chồng con thay đổi được cái tính, là bớt cái tính nóng đi. Con muốn chồng con ăn uống nó đúng giờ đúng giấc, tức là mình phải ngoài công việc ra thì là mình phải coi trọng sức khỏe của mình. Thì chồng con là lại rất là thích ăn đêm, ăn sáng nhiều khi là nhịn, nhưng mà lại tối với cả đêm là lúc nào cũng phải trời ăn. Trời ơi, ăn đêm là khủng khiếp luôn đó. Chúc cho công việc của hai đứa sẽ phát triển hơn nữa, và chúc cho những cái điều mong muốn của vợ con sẽ thành hiện thực. Dạ em tên là Nguyễn Thị Ngọc Bích, năm nay em 28 tuổi, hiện nay em đang là nhân viên văn phòng ạ. Còn em? Dạ em Trần Minh Tâm, em 29 tuổi, em quản lý bán hàng. Tâm Bích, hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Là em là ngày đầu tiên mới vào xin vào làm việc ở tại công ty anh đang làm, và là thực tập viên ở tại cái nơi mà đang làm việc. Và anh cũng là người cũng hướng dẫn trực tiếp cho em. Hướng dẫn nhiệt tình lắm đúng không? Dạ không nhiệt tình lắm đâu anh. Không. Ủa nhiệt tình sao không có cảm tình? Nói ra cũng hơi quế quế một chút xíu. Dạ trong ngày đầu tiên luôn phải nói là cực kỳ ấn tượng tốt với anh này, đến mức mà mình nghĩ đây chính là cái người chồng lý tưởng của mình đã mơ từ bấy lâu nay. Nhưng mà qua ngày thứ hai là anh bộc lộ ra hết những cái tính xấu luôn. Nghĩa là hay nói bậy, rồi hay giỡn, rồi hay nói móc, rồi hay chọc ghẹo em mà chọc tức á, cho nên là rất là ghét. Và sau đó thì bắt đầu vô cái công việc á thì không có hợp nhau, cãi nhau thường xuyên. Thế sau là coi như rất là ghét, ghét cay ghét đắng anh này luôn. Rồi sao đến được với nhau ta? Ta nói ghét của nào trời trao của nấy anh. Đến bao lâu thì tụi em mới đám cưới? Nhưng mà từ thời gian yêu cho tới cưới là 2 năm. Tụi em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ được 6 tháng ạ. Chà, chắc có lẽ là chưa phát hiện nhiều về những cái tính xấu của người bạn đời của mình lắm đúng không? Dạ không có anh. Tại vì trước khi quen á là đã thấy được hết tất cả những tính xấu rồi, cho nên cực kỳ không có ưa. Dạ. Em kể một vài tính điển hình của anh này hả? Đó là anh ta có một cái cơn điên, đó là tự kỷ. Tự kỷ. Tự kỷ là cái thứ nhất, cái thứ hai là quá cầu toàn, cái thứ ba là ga lăng với các cô gái quá mức cần thiết. Thì đó là những cái tính đúng xấu mà sau hôn nhân là đúng mình thấy. Dạ cái này thì cũng đúng anh. Em tự kỷ cái gì? Ví dụ như trường hợp là khi mà anh này anh cầu toàn về công việc, cầu toàn mọi thứ trong cuộc sống, nên khi mà có cái sự việc gì đó mà nó không đúng với ý của anh á, anh về anh rất là khó chịu với mình. Nhưng mà mình không có lỗi gì hết, anh về cái anh im im, anh không có trút giận lên, nhưng mà anh không nói chuyện tới mình. Rồi anh cũng không có làm gì đá động gì tới mình hết. Nhưng mà khi mà mình nói anh ơi có chuyện gì vậy, rồi đi làm có stress hả, nói chung là mình rất là muốn anh chia sẻ cho mình bớt. Nhưng mà anh không bao giờ chia sẻ. Mà khi mà mình đặt câu hỏi á thì bắt đầu anh nổi cơn điên lên. Bắt đầu là gây nhau rất là dữ dội. Mà gây đỉnh điểm tới mức là đập đồ. Dạ mà khôn lắm. Dạ lựa đồ nào hết đá rồi đập. Còn cái chuyện mà ga lăng với gái thì sao? Dạ có nghĩa là khi mà đi ăn với các bạn đồng nghiệp hoặc là các cái bạn cũ đó, thì anh là người cực kỳ chu đáo, cứ lo lắng chăm sóc cho các bạn. Rồi nhiều khi á, những cái bạn nữ đó đó rất là dễ hiểu lầm, nghĩa là nghĩ anh thích cái cô đó, cho nên thì có nhiều cô đã từng yêu ảnh mà anh không có đồng ý. Cho nên khi mà anh có vợ rồi á thì những cái ánh mắt của cái cô đó đó giống như là đang tiếc nuối. Không phải, chị hỏi nè, tức là anh ga lăng như vậy trước mặt em hả? Dạ đúng rồi. Rồi nhưng mà lúc đó thì đối với em thì ảnh có gọi là có ga lăng giống như vậy hay không? Dạ có, nhưng mà ít hơn. Em gắp cho vợ, lo cho người khác trước. Lo cho người khác trước rồi mới tới vợ hả? Dạ. Là cụ thể là như thế nào? Ví dụ như nhiều khi nói chuyện cứ vào gặp bạn là bỏ vợ luôn. Anh không nhìn tới mình luôn. Em là vợ anh không? Dạ biết luôn, cho nên mình bị đứng một góc mà anh cũng không quan tâm tới mình luôn. Sao vậy Tâm? Cái này thì Tâm có muốn thanh minh thanh nga gì không? Dạ thanh minh thanh nga thì chắc không dám, tại vì lỡ làm rồi. Tại vì thực ra em thì ít có bạn, nhưng mà bạn thì lại bạn là bạn thân. Thì nhiều khi mình lâu gặp, tại vì tụi em cũng làm công việc nó hơi bận á, lâu gặp thì nhiều khi thì mình cứ đinh đinh trong đầu mình, cái cô này là bà xã của tôi rồi. Thì mình cứ nhiều khi cứ vô tư, anh em lâu ngày gặp quá rồi đôi khi lại quên hẳn đi vợ. Tại vì nhiều cô cũng không có được tế nhị cho lắm, nhiều khi nói những cái câu mà không biết cố tình hay vô ý làm cho mình cực kỳ khó chịu, thế là về vợ chồng gây nhau. Nên ví dụ như trong trường hợp là đang ngồi ăn cũng vậy, các cô lúc nào cũng gấp cho ảnh hết, là gấp tới tấp trong khi mình ngồi kế bên. Thì vô tình có một anh bạn đó, anh nói rằng là sao bộ em không có nhìn thấy chị Bích ngồi kế bên hay sao, mà em làm gì kỳ vậy, không sợ chị Bích ghen hả? Thì cô đó cổ vô tư hay là cô cố tình không biết, mà cô cứ trả lời dạ lúc nào đi ăn với ảnh em cũng gấp cho ảnh quen rồi. Trả lời như vậy làm cho mình suy nghĩ không có mình rồi còn cỡ nào nữa ta. Cho nên là thành ra là em thì không phải là ghen mà cảm thấy rất là khó chịu. Thì hai vợ chồng nhiều khi gây lộn, nhưng mà em luôn luôn nói là em rất là tin anh, nhưng mà em không có tin những người xung quanh anh. Nói những cô bạn của Tâm có nghe chưa? Ủa Tâm, chị hỏi cái Tâm nè. Rồi tại sao em lại thích tự kỷ một mình mà em không muốn chia sẻ những cái mà em bực bội cho vợ em? Ngay từ bé em nói vậy rồi. Tức là cái khó khăn hay là cái suy nghĩ hay mọi cái định hướng về công việc hay học hành hay mọi thứ này kia nọ, em thích tự một mình em
giải quyết. Nhiều khi là sợ nói ra là cái người thân bên cạnh mình á, thì người ta lại phải trút mang cái buồn phiền mà mình đang không thể giải quyết được. Là em không chia sẻ với bất cứ một người nào khác, chứ không phải là chỉ riêng với vợ. Dạ, có thể nói là như vậy luôn. Mà nhưng mà mỗi lần như vậy thì đêm về có ảnh hưởng tới cái chuyện hai vợ chồng không? Thú thật thì chắc cũng có. Nhiều khi thì cái đầu mình nghĩ tới chuyện khác, thì cái vợ nằm bên cạnh thì nói chung là cũng cố gắng ôm vợ một cái rồi thôi, chứ không cái chuyện đó thì lại là mình tạm gạt nó qua một bên, phải lo trước cái việc công việc. Em hiểu và em có thông cảm cho chồng em. Dạ, thì khi mới cưới nhau về em rất là khó chịu, nhưng mà ảnh cứ không chịu sửa cái sai đó. Thì mình muốn giữ gìn cái hạnh phúc gia đình, cho nên thế là mình phải nhìn anh. Những khi mà anh về, thôi kệ anh đi, anh làm gì anh làm đi, mình đi làm chuyện khác, không có khóc nữa, không có hỏi nữa. Tới khi anh tự động anh muốn nói thì anh nói, anh không nói thì thôi. Từ ngày cưới đến nay là bắt đầu tháng thứ hai là nhịn chứ bây giờ. Nhưng mà em nhắm là em sẽ nhịn mãi được không? Đối với em thì cái điều này em cũng cảm thấy mình tự tin, mình có thể nhịn được lâu dài. Không, cái này mình không xác định là nhịn nữa em. Dạ, tại vì em... Cái này là chị nói em nghe nè, mỗi người mỗi một cái bản tính. Ví dụ như nè, nếu em không chia sẻ với vợ mà em chia sẻ với một người khác thì cái đó là em bậy. Nhưng mà khi mà bạn ấy tự giải quyết bằng con người của bạn á, thì đó là cái bản tính của bạn rồi. Có nghĩa là cái đó mình phải tôn trọng cái điều đó. Chứ mình không bắt người ta có thể bỏ được cái điều đó đâu. Đó, cho nên rằng mình không nghĩ rằng cái đó là mình nhịn, mà mình nghĩ là mình chấp nhận cái hành vi đó. Nhưng trong quá trình làm vợ chồng á, thì em luôn luôn phải làm sao tạo ra được cái điều mà ảnh phải thấy ở em một cái chỗ dựa, một cái nơi để mà ảnh có thể là chia sẻ được. Cái đó là cái tài của em đó, đúng không em? Một lúc nào đó em cảm thấy rằng em không thể một mình em gánh nổi những cái áp lực đó nữa, em sẽ nói là vợ ơi, anh nói em nghe nè, ngày hôm nay anh chịu hết nổi ở cơ quan rồi, là lúc đó em thắng. Ủa, chị hỏi em nè, bây giờ em đã có đôi lần chia sẻ với vợ em về những cái áp lực rồi gì? Đã chia sẻ lần nào chưa? Cũng có chia sẻ, nhưng tại vì hồi trước thì cũng làm chung đó, thì hai vợ chồng cũng biết về cái công việc nó như thế nào. Rồi nhưng mà sau này khi cưới về thì thấy là vợ nghỉ chỗ công ty của em rồi, chuyển về ngành du lịch làm lại rồi á, thì thấy là nhiều khi mình nói với vợ cái công việc mình á, thôi khi thấy là vợ cứ giống như là nghe vậy thôi, chứ còn không có tham gia bình luận như hồi trước nữa. Thấy là tôi để mình làm thôi, trói ra là lại mang theo cái buồn nữa cho vợ, thì thấy thương hơn. Coi như hai người đều nghĩ về nhau hết, cuối cùng là không hiểu, không có tìm ra cái điểm chung đó. Hai đứa không có tìm được điểm chung. Thật ra là hôm nay qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi, anh hy vọng là các em sẽ hiểu nhau hơn. Dạ, hiểu mà không có làm được, anh em không có làm được. Anh nghĩ là sẽ làm được đó. Không, chị thấy như vậy nè, có một điều mà em phải thay đổi, đó là cái điều thứ ba mà vợ em đưa ra là cái ga lăng quá với những người con gái khác. Vì chị nói em nghe nè, những người phụ nữ khác á, họ sẽ dựa vào cái cách hành xử của em để họ đối xử với vợ của em. Cho nên rằng qua những cái mà vợ em tâm sự sẻ chia thì chị nghĩ rằng vợ em như vậy là rất là văn minh trong cái việc hành xử đó. Chứ còn có những người phụ nữ khác, người ta không chịu được cái điều đó đâu, hoặc là người ta sẽ quậy tại chỗ, hoặc sẽ đứng dậy bỏ về. Cho nên rằng em chú ý đến cái đó một chút. Yeah. Đó. Dạ, yeah, cái này thì em rất là rút kinh nghiệm. Đúng không? Đó là cái em cần sửa. Còn cái việc của kia thì em đã tự sửa rồi. Cái việc mà để dành cái không gian riêng cho chồng đó. Chúc tụi em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chị. Vâng, là anh Quốc Thận. Xin chào toàn thể khán giả đang xem đài. Con tên là Nguyễn Thanh Trung, năm nay 36 tuổi. Chào Trung. Trung đang làm cái gì con? Dạ, đang làm cơ quan của nhà nước. Trung đang là ở quận mấy? Dạ, Phú Nhuận. Phú Nhuận. Ủa? Dạ. Gần sân khấu cô không? Dạ, gần cô. Vậy á hả? Dạ. Vậy con có làm ở bên ủy ban quận không? Hay là làm ở cái trung một cơ quan vòng vòng ngay đó? Con ở dưới phường con. À vậy hả? Có phường 11 của cô không? Dạ, con ở phường 4. Có qua sân khấu, có qua sân khấu cô coi không? Dạ, cũng có, tại hội nghị này kia là qua bệnh không á. Rồi. Hai mời. Dạ, con chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thận và các khán giả xem đài. Tên là Nguyễn Thị Kim Đính. Kim Đính. Dạ, con 34 tuổi. Rồi con đang làm gì? Dạ, con làm giáo viên mầm non. À vậy hả? Là con dạy trường trong quận mình hay là? Dạ. Trong quận mình luôn. Dạ. Đừng nói trong hẻm nhà cô nha, trong hẻm nhà cô có mấy trường mầm non á. Dạ, con làm. Chính đó con. Dạ, hồi trước vợ con là làm ngay cái chỗ Nguyễn Đình Chính đó, là cái trường Home Kids. Bây giờ nghỉ rồi con. Nghỉ rồi. Dạ. Dạ. Cái khu chỗ chị nhiều trường mầm non lắm. Dạ. Ừ. Ê, rồi. À, vậy thì chắc có lẽ là hai bạn là chắc chắn rằng là sẽ gặp nhau trong một cái công tác gì đó ở phường, đó, ở quận. Cho nên là hai bạn gặp nhau và tìm hiểu nhau và quen nhau, đúng không? Dạ. Đúng. Hay không?
Giờ cuối em Linh với chị. Hay quá, em Linh quá. Giờ cuối. Lâu lâu em trúng được một lần mà trúng đậm trúng đà luôn. Đậm đà đúng. Giống như trúng độc đắc vậy đó. Ừ. Trúng lần. Ừ. Đâu hai đứa gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Thời điểm đó là đang là mùa hè xanh, dịch đi đoàn. Thời điểm đó là còn trẻ mà mình còn tuổi đoàn nên mình cũng tham gia đoàn ở tại địa phương. Thì nói chung là khi mà mùa chiến dịch đó thì nói chung là mới đầu là quen là em của vợ thôi. Tức là quen em trai biết, hay là em gái? Gái. Em gái quen em quen biết thôi đúng không? Quen biết là quen biết bên đoàn thôi. Em là giống như là thiếu nhi của khu phố. Thì mới quen. Thì mới nói chung cái mùa đó là đang làm lễ chiến dịch mùa xanh mới mời, tức là kêu chị hai đi cho vui. Nói chung đi là đi cho vui thôi, đi biết đi đoàn thôi. Thì tình cờ là gặp. Rồi tình cờ gặp thì cái ấn tượng đầu tiên của con về bạn này sao? Dạ. Ấn tượng đầu tiên của con khi con nhìn thấy bạn này thấy ấn tượng gì? Con có thích liền, có kết liền không hay là không sao? Không con, thời điểm đó là nhìn tưởng thiếu nhi con. Mà nhỏ quá hả? Từ nhỏ con quá đúng không? Hồi bây giờ là mập hết chứ. Ờ, chứ sao thời điểm đó có ốm. Mà lúc đó em nhiêu tuổi? Thiếu nhi, nghĩ thiếu nhi. Dạ, mới có 20 tuổi à. 20 tuổi thì ổng hơn người ta có 2 tuổi thôi. Mà ổng nhìn tam tử ta thiếu nhi. Mà ổng làm như là ổng lớn lắm không vậy. Không phải đó. Tại vì ổng dậy thì dữ lắm, ổng dậy thì sớm, ổng cao to nữa. Em lúc đó em có 42 kg ạ. Vậy là lúc đó con mét nhiêu? Con có mét rưỡi. Mét rưỡi mà 42 kg. Mà ổng chồng xíu xíu. Ông chồng lúc đó chồng mét 8 không? Dạ mét 8. Đó, ổng cao hơn có 30 cm bao nhiêu. Nhưng mà ốm. Cũng ốm luôn. Anh ốm nhiều. Ờ vậy đó hả? Rồi con gặp ảnh có ấn tượng gì không? Con lúc đó con thấy hả thì kêu tên qua lại vậy thôi. Rồi xong rồi thấy ảnh nói chung là bình thường à. Chưa, cái ngày đó là chưa có ấn tượng. Chưa ấn tượng gì hết. Đó. Nói chung là hai bạn, bạn này thì ấn tượng bạn này là giống thiếu nhi. Thấy không? Lại đây chú dẫn đi chơi, đúng không? Còn đây thì không có một ấn tượng gì hết. Hồi vậy sao quen nhau? Ừ. Đó. Sau cái chiến dịch mùa hè xanh đó thì bao lâu tụi con chính thức quen nhau? Chắc cũng được 2 tuần hay gì. 2 tuần là hai đang tuần. Đi. Cũng lâu quá. Chà chị ơi con. Chị 2 ơi. Tuần lễ luôn. Trời 2 tuần dữ lắm á, 2 tuần là 14 ngày á. Quen là quen làm sao con? Tại vì lúc đó là cái ngày đó là đi sinh hoạt đoàn thiếu nhi mà cái ngày đó ảnh á thì ảnh nói là ngày mai thứ bảy chủ nhật anh bận rồi thôi em dẫn mấy đứa nhỏ sóc mấy đứa nhỏ để cho tham gia chơi lễ hội mùa hè xanh. Thì con thì cũng nghĩ là lúc đó là thì thôi thì mình cũng lúc đó cũng vô mùa hè xanh mình thấy cũng thích rồi thôi cài dẫn mấy đứa nhỏ quan tâm lo mấy đứa đó cũng chơi hòa đồng vậy rồi. Rồi con mới nói thì cũng nhắn tin qua lại là anh dặn là ngày đó chương trình gì rồi thì con cũng làm theo vậy á. Sau ngày đó dẫn lên cái coi như là lên tiết mục là ngày chủ nhật ông bà cháu thì anh tối chiều anh mới gọi điện thoại là anh dặn là anh nói tối nay anh lên trễ có gì em á lát hồi lo cho mấy bạn đi mấy bạn nhỏ xong rồi thì lúc đó thì con cũng lo xong rồi tối anh cũng lên anh lên thì lúc đó anh mới nói là anh mới coi thử rồi sao thì lên tự nhiên anh vuốt tóc con anh ngồi sao anh vuốt tóc thì lúc đó con mới có ấn tượng tự nhiên tim đập nó giống như lần là người đầu tiên được trai vuốt tóc đúng không? Dạ đúng đó. Tức là ngộ ha con, người ta cái tình yêu nó ập đến một cách lạ lùng lắm. Không có cái gì hết trơn, vuốt cái pẹt cái là yêu đó. Sao lạ lùng vậy? Ủa nhưng mà điều gì mà khiến cho em vuốt tóc cái em bé thiếu nhi này? Thời điểm nó tóc dài mà mướt. Nhưng mà cái vuốt tóc đó của con là vuốt tóc của một người anh đối với một em bé hay là của một người con trai vuốt tóc người con gái mà mình đã cảm thấy là mình hơi thích rồi? Dạ đúng rồi. Là lúc thời điểm đó là cũng nói chung là tại vì đi chơi với gia đình sao nó cũng nhắn tin qua lại nói chung là cũng đã thích rồi. Đó là cái vuốt tóc của cái một người con trai với một người con gái đúng không? Bởi vậy bé này nó mới nóng rần rần. Chứ còn một người anh mà vuốt tóc một đứa thiếu nhi là không có nóng được. Em vuốt kiểu kỳ lắm. Còn kiểu bạn trai mà vuốt tóc để tỏ tình đó. Điện đó con, điện đó. Mà lúc đó em có cảm thấy có điện nó xuyên qua người có không? Có. Xuyên. Cái dòng mà chị nói em nghe cái tóc á, cái điện nó truyền qua tóc dễ sợ lắm. Thành ra là khi mà cái bàn tay nó nóng lên á mà vuốt cái tóc này á là cái đương sự đó là sẽ bị tóc nó giật ngược, cái điện của tóc giật ngược trở lại người. Rần 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 nóng lên là lý do đó. Thiệt. Sao em không cảm nhận được đó là em không có tóc. Lấy gì mà cảm nhận.
Rồi, rồi sau đó thì đến bao lâu thì coi như là hai bạn mới có nghĩa là có một cái bước tiến xa. Đi chơi riêng, đi chơi riêng, đi cà phê, đi coi phim đồ này kia. Rồi có ra mắt gia đình không? Và gia đình hai bên có chịu không? Dạ, lúc đầu thì có. Nói chung là cũng có đi chơi. Rồi tại sau là chủ yếu là hoạt động đoàn. Sau bữa đó đó rồi có rủ người ta đi uống cà phê rồi đi coi phim đó, không? Có không? Nói chung là sau đó là đi làm công tác, sau đó mới rủ về nhà. Thì rủ về nhà chơi, thì thời điểm đó là lúc đó có bố, có mẹ, rồi có em trai ở nhà nữa. Rồi sau đó tự nhiên hỏi cái bố mẹ đi công việc hết rồi. Em cũng đi luôn, thì nhà chung là cũng có hai vợ chồng ở nhà thôi. Thì điểm đó là nụ hôn đầu tiên đó. Là ở nhà của em. Dạ. Nhất định không ở rạp chiếu phim mà là ở nhà luôn. Có nghĩa là dắt qua nhà cái hên quá, ông bà già đi hết. Mình tính không bằng trời tính, có thấy không? Thiên thời địa lợi. Đó, đúng không? Dạ. Là chỉ mà nụ hôn thôi đúng không? Rồi nè, cái lúc hôn á nó điểm nóng giống như là lúc vuốt tóc không? Đó, lúc đó nó tự nhiên mình cảm thấy nó lạ lắm, nó ngồi lần đầu tiên nữa. Bởi vậy. Rồi sao? Nó tê tê đúng không? Dạ đúng. Rồi rồi. Rồi lúc đó hung là hung ngồi không? Hay đứng? Tại đứng là đứng đâu đứng đứng. Đứng là bị khòm xuống. Chết đúng không? Rồi sao nè? Rồi sau đó thì là nói chung là bên gia đình có biết, bên gia đình của em á biết được cái tình cảm của hai đứa thì có ủng hộ không? Này cũng đi qua lại vậy á. Nhưng mà xong thì tới cái mùa trung thu, nhớ nhất là gia đình bên nhà ảnh á đem qua giống như là rượu để hỏi trước thôi, để giống như hai đứa quen nhau để cho biết hai bên gia đình. Nhưng mà thực chất bên gia đình con không có chịu. Tại sao vậy? Nói là con còn nhỏ quá. Rồi với lại nói riêng con á là nhà nó có khá không mà nó quen. Rồi phải quen người nào phải có vật chất sau này mới sung sướng. Cho con đỡ khổ đó. Dạ đúng rồi. Quan điểm của ba mẹ. Rồi sao? Rồi thì... lúc đó con biết điều đó không? Thì lúc đó là con cũng chung là bên gia đình vợ á thì cũng lúc thời điểm là nói như vậy, là em còn nhỏ để đi học thì bản thân cũng nói là để cho em đi học, thì con chỉ qua đây là ta để mà xin phép được quen em thôi. Chứ không có là không có gì. Nhưng mà coi như là gia đình bên này không chịu. Thì đúng rồi. Rồi sao? Và em nói sao? Cái con cũng làm liều luôn, quen đại luôn, cái xong rồi cũng một thời gian vậy con cũng bỏ đi, con bỏ nhà bỏ nhà luôn. Lúc đó là đi, tức là hai đi đứa đâu? Là đúng rồi đó, đi đâu rồi ba mẹ có đi kiếm không hay như thế nào? Ở chung cũng đi kiếm hay gì á. Em đi nhưng đâu mà em bỏ nhà em đi đâu? Kiếm ngay giống như là cái nhà trọ hai đứa ở. Ảnh cũng vẫn đi làm bình thường. Thì xong tới giờ về với con vậy. Mà đi con đi có 3 ngày con về. Mấy ngày? 3 ngày. Tại sao về? Thì cái xong lúc đó tự nhiên cảm thấy ảnh nói thôi đem về đi, có gì thuyết phục gia đình chứ mình vậy là không có được. Cũng đi. Rồi cũng là hai đứa cũng nói về thì cũng nói dạ dạ. Nói con vậy dạ dạ. Cuối cùng con cũng thời điểm đó là con đi làm vừa đi học nữa. Thì con rồi xong rồi cũng quen. Nhưng mà lúc mà con bỏ đi vậy đó rồi ba mẹ có đi kiếm con không? Có đi kiếm. Con cũng biết đi kiếm. Rồi xong thấy đi về. Có báo công an được không? Có luôn đủ. Con bỏ nhà đi mấy lần? Con hả đi tới 2 lần. Lần thứ hai là cách lần thứ nhất bao lâu? Cũng mấy tháng. Về là lúc đó là cho con ở nhà luôn. Không cho con. Không cho con không. Con đi, không gặp ảnh. Không cho con đi làm, không cho con gặp ảnh. Dạ đúng rồi, cấm. Sẽ phải bỏ nhà đi lần thứ hai. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi em, cái lúc mà vợ bỏ nhà đi, lúc đó bạn gái bỏ nhà đi, bạn còn rất là nhỏ. Và đã vậy bên gia đình, bên bạn này lại không thích em nữa. Thì lúc đó có sợ không? Nói chung là bản thân thì cũng có hơi sợ một chút. Sợ điều gì? Nói chung là sợ là ví dụ như sau này làm khổ em đó như thế nào. Nhưng mà thì nhìn chung thì mình cũng suy nghĩ là thời điểm đó là cũng đã đi làm rồi. Như công việc rất là ổn định, tại làm ở cơ quan nhà nước mà con, công việc rất ổn định. Tại thời điểm đó là em vô làm cơ quan nhà nước đã làm rồi.
hết. Nói chung cũng tại vì gia đình cấm cản rồi cũng nói người kia cũng có thời điểm, nói chung là hai bên gia đình cũng có bờ lề qua tiếng lại nên cũng có hiểu lầm. Nên bản thân thì cũng cố gắng nên mấy em này đi bỏ đi nhà thì bản thân cũng muốn là về nhà, nhưng mà tại vì do là hai đứa nói chung là thời điểm đó rất là thương nhau đó, nên mới vậy quyết định là thôi để từ từ mình sẽ về mình nói với cha mẹ sau. Nhưng mà lần thứ hai là tụi con đi là tụi con có những cái quyết định gì mà nó dữ dội hơn lần thứ nhất không? Có thời điểm đó là tháng năm, là lúc thời điểm tháng năm thì đi tới tháng năm tại gần Tết nữa thì em ăn Tết rồi sau đó qua tới tháng năm. Thì tháng năm hai đứa con mới làm đăng ký kết hôn luôn. Tự dẫn nhau đăng ký kết hôn luôn. Dạ. Không sợ gì hết. Dạ. Rồi sau đó sao? Về mẹ của em biết không? Dạ biết. Tại vì mẹ nói là giờ hai đứa cứ ra làm đăng ký kết hôn. Là mẹ chồng coi như là ủng hộ. Dạ, bố mẹ chồng thương lắm. Bố mẹ chồng thương vợ. Rồi sau đó mẹ chồng mới khuyên, có qua nói chuyện với có mới khuyên nó thôi con về con nói chuyện với gia đình con đi. Chứ nếu mà giờ không nói lòng được, đời mình con gái mà có một lần thì bố mẹ mới khuyên vậy. Rồi con có về không? Dạ có. Rồi về rồi phản ứng của mẹ sao? Thì mẹ bà buồn bà khóc rồi. Rồi xong cuối cùng là bên gia đình chồng có qua nói chuyện với bên gia đình bên đây không? Dạ có. Rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng là nói chung là cha mẹ của vợ thời điểm đó cũng có đồng ý chưa hay là đã đồng ý rồi. Là lúc thời điểm đã đồng ý thì lúc đó mới mời cha mẹ qua để mà xin cưới luôn. Đồng ý mà cũng hơi buồn. Dạ đúng rồi. Buồn là bởi vì đi bỏ nhà đi. Dạ. Rồi đã vậy đi rồi đăng ký kết hôn nữa. Dạ. Đúng không? Nhưng mà cũng phải đồng ý. Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì mới đám cưới? Dạ vừa nói xong là qua tháng sau đám cưới luôn, hai đứa cho làm đám cưới luôn. Rồi cưới xong rồi có một cái biến cố gì nữa không? Hai đứa. À, cưới xong á thì sinh ra lúc đó thời điểm là vợ sinh đứa đầu tiên á là lúc đó 1 tuổi rưỡi, thì biến cố lớn là thời điểm đó là em đang bị bệnh. Ai? Con. Dạ. Em bị bệnh. Con bị bệnh, bệnh gì? Dạ, bao tử. Bị dạ dày. Rồi sao? Dạ nặng không? Dạ nặng. Thời điểm đó là bác sĩ là chỉ định mổ. Nhưng mà sau đó bác sĩ chụp hình như thế nào không biết, nói là phổi có vấn đề nên mới kêu là thôi điều trị phổi trước rồi sau đó mới điều trị cái này lại. Thì trong cái thời gian đó là điều trị phổi á thì cái nhớ kỷ niệm nhất là ngày 14 tháng 5 là 2013 á, là đang ở nhà, nói chung là cũng đang bệnh trong người nữa, mình nằm nhà nghỉ ngơi thì tự nhiên nghe tiếng tắc ấy, là thấy người mình bắt đầu là đổ mồ hôi rồi nhiều, rồi lên cơn đau là bắt đầu là không biết gì, chỉ biết đau thôi. Ủa là sao, là bị gì? Phải thủng, bị thủng bao tử. Trời ơi, nghe cái tắp luôn hả? Dạ nghe. Con nghe luôn á. Nghe dạ, luôn rồi, tiếng lớn lắm. Dạ không có mê, mình vẫn biết. Rồi anh hét lên cái xong bố mẹ chồng mới chạy xuống hỏi, ủa có chuyện gì vậy Đính? Thì nó hình như anh bị bể. Trời đất ơi. Nhưng mà lúc đó là phổi là đã bớt chưa? Đang điều trị cái phổi đúng không? Cái phổi là đang điều trị, nhưng mà điều trị phổi mà chưa kịp điều trị đau tử thì nó bể. Tại phổi đó lúc đó bác sĩ thăm khám là phổi không có vấn đề gì. Là chuẩn bị là chuyển qua cho để mà đi bao tử đó. Chưa kịp. Đó. Chưa kịp là nó bể luôn. Rồi sao đi vô trong bệnh viện thì là bác sĩ vô chỗ là giải phẫu liền đúng không? Dạ không. Trời 8 giờ mà vô mà tới 12 giờ, 1 giờ mới cho vô phòng mổ. Mà bác sĩ nó là bây giờ nếu mà mổ 50 với 50. Coi như là ở người nhà chuẩn bị tinh thần đi. Trời đất ơi. Trời ơi, lúc đó con mới có 1 tuổi rưỡi thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Con mới có 25 tuổi. Trời ơi. Rồi sao con? Rồi sao nữa? 1 giờ mới vô phòng mổ. Dạ. Rồi cuối cùng có mổ không? Đâu dạ, có chứ, mà giải phẫu chứ. Dạ. Tại mổ vì để mà làm lại hết cái bao tử của mình luôn. Cái dịch nó tràn ra hết luôn rồi trong cơ thể mình. Dịch nó ra ổ bụng hết rồi con. Trời ơi, có nghĩa là con bị bể ra luôn đó. Dạ. Bể theo cái kiểu mà giống như nó không phải lỗ nhỏ mà nó bự luôn con. Nó bự mà nó giống như là nó cương, nó như là nó tức á rồi. Dạ đúng rồi, giống như bong bóng mà bể tan nát. Rồi nghe mà. Dạ đúng. Nghe rồi. Cái tiếng nổ mà đúng không? Dạ. Thôi khủng khiếp thiệt. Rồi sao kể tiếp đi. Tức là vô trong phòng mổ là em biết hết. Dạ không, phòng mổ là như là không cái lúc mà nằm ở ngoài đi vô á. Dạ, cái lúc mà đi vô là biết hết luôn. Biết hết. Lúc đó là em đi theo chồng. Dạ đúng rồi.
Thôi em ký giấy mà ký sợ giấy 50-50. Rồi xong rồi con hả, giống như là phải cầu nguyện, coi như trông chờ vào, giống như nghĩ là phép màu. Tại vì lúc đó bác sĩ nói là gia đình chuẩn bị tinh thần đi. Đó, nghe cái đó khủng khiếp lắm. Có nghĩa là 50-50 đó đúng không? Nhưng mà rồi mình sao? Vẫn phải mổ. Rồi cũng cầu nguyện cho ảnh. Bao lâu thì ảnh mới qua có ngày kết quả? Sau qua ngày sau cái xong rồi nó đáng lẽ là thường mổ phi 1-2 giờ sáng đi thì ít nhất cũng phải 90 giờ trưa được ra, còn này đợi 90 giờ trưa mà bản tên không thấy tên càng lo nữa. Dạ đúng rồi, cứ sợ hoài mà gặp con mình còn à. Đúng rồi. Cái xong rồi cái lúc trưa cái bác sĩ mới nói là cho vô thăm người nhà. Mà cho vô thăm mới trời ơi, thấy ảnh tội nghiệp, dây nhợ đeo tùm lum người á. Rồi chỉ biết là nói là thôi anh ráng. Rồi lúc đó con của con thì nó ở nhà với bà nội hay bà ngoại? Đúng rồi, không bà nội. Ở với bà nội. Ở xong rồi cũng về ông bà ngoại luôn. Trời ơi. Rồi dạ. lúc mà vợ vô, lúc mà con mổ bao lâu thì con tỉnh? Dạ, khoảng 5 giờ sáng là mình đã tỉnh rồi con. Nhưng mà cái lúc mà vợ vô là có cảm nhận được không? Dạ, có, là biết hết. Chắc vợ khóc nhiều lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là chắc con nghĩ trong đầu con là bằng mọi cách là con phải vượt qua khỏi cái căn bệnh này, bởi vì vợ còn trẻ mà con thì còn quá nhỏ đúng không? Bây giờ sức khỏe con sao rồi? Giờ sức khỏe bây giờ ổn. Ổn hết. Bác sĩ nói sao? Giờ ổn, không có vấn đề. Ổn hết, xong cái bao tử là coi như là renew lại hết rồi đó. Giá là sao, là làm sao ta? Chắc người ta khâu lại. Dạ đúng rồi, cũng nghe nói cũng có cắt một phần nào nữa trong cơ thể anh. Lúc đầu là anh ăn chỉ ít sỉnh, không ăn nhiều được. Bây giờ ăn cũng đâu có nhiều đâu đúng không? Không, bây sau này từ từ mới ăn cũng... Cái tướng này mà đâu có ăn hết được. Rồi sau đó, rồi đến bao lâu thì em mới bình phục lại? Mất khoảng thời gian là bao lâu mới bình phục lại? Giờ khoảng 3 năm. 3 năm trời? Rồi 3 năm trời đó có kiên cử gì không? Dạ, kiên cử thì nói chung là cũng kiên nhiều. Ăn ít chứ không được ăn nhiều, mà ăn nhiều cử. Ở vụ kia có kiên không? Vụ kia chắc không. Tại vì anh phải kể cho phá không khí. Anh thấy vợ nãy giờ tội nghiệp quá. Vậy là bây giờ hai đứa có mấy đứa con rồi? Dạ hai đứa. Vậy là cái đứa đầu là 1.5 tuổi là ổng đi dính. Dính cái biến cố đúng không? Dạ. Rồi ổng dính về xong một cái là có đứa thứ nhì luôn. Dạ. Nói, trong 3 năm đó đó, trong 3 cái năm mà ổng bình phục lại đó là ổng vẫn hoạt động bình thường cái vụ kia, đúng không? Tại vì con nói là thôi anh bệnh chắc anh điếu, không sao đâu, không sao. Một lần một mà con. Một phát ăn ngay là có đứa nhỏ thứ nhì liền luôn. Đứa nhì. Trời ơi, cái hoạch của hai vợ chồng. Súng đạn nó bể cái hoạch luôn đó. Chị ơi, nó bể cái ruột thôi. Chứ cái vụ kia nó không có bể. Tử đâu liên quan gì tới cái kia đâu. Hai con tù khác nhau mà đúng không? Trời ơi, vậy là có em bé liền. Dạ. Thôi vui không? Rồi đứa sau là suôn sẻ hết hả? Có vấn đề gì nữa không? Dạ suôn sẻ. Không hiểu không? Ủa là trai gái? Dạ hai bạn gái hết. Hai gái đúng không? Rồi giờ kinh tế tụi con ổn định hết chứ hả? Dạ ổn. Nhưng mà cái giai đoạn mà con vừa phải bình phục rồi vợ lại mang bầu đứa thứ hai thì cái giai đoạn đó kinh tế có khó khăn không? Tại vì tiền chữa trị, tiền thuốc men, cũng tiền nuôi hơi khó khăn con cái. Mà cũng nhờ chung là cha mẹ cũng đỡ đần. Tại thời điểm đó cha mẹ cũng có làm mà không có. Lúc đó là chắc gia đình hai bên thuận thảo hết rồi ha. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Thấy rồi cứ bệnh đau hoài rồi xong mà cha mẹ hai bên cũng nói thôi thấy thiếu hụt hoài, nhiều khi không có tiền mua sữa đi kia cái cha mẹ hai bên cho. Mình hai nhà gần nhau mà đúng không? Dạ gần. Lúc đó không có gần nữa, người ở quận 12 với ở Phú Nhuận nữa. Rồi bên này gặp biến cố là bị cái ruột. Còn em thì có bị cái biến cố gì nó xảy ra không? Sau này thì bé nhỏ nó được 4 tháng mấy thì con đi làm, cái xong rồi nó tự nhiên là lúc đó 4 tháng mấy làm là qua Tết á, tự nhiên tay chân con cầm gì nó cũng rớt hết. Coi như là gọi nó không cảm giác nữa. Kỳ vậy? Dạ. Ủa, sao vậy? Cái tê tay này kia cứng luôn, rồi con phải nghĩ là có dấu hiệu bị tai biến không? Không, nó bị giống như là chạy xe không được, nó tê mấy cái đầu ngón tay. Rồi làm là sao? Cái tay trái hả? Dạ. Bác sĩ nói con bị gì? Bị chèn dây thần kinh. Trời rồi ơi. Nó bị cái cục xương nó muốn lòi luôn. Vậy là có phải đi mổ hay chữa trị gì không? Có, con tiểu phẫu. Là phải đi mổ phẫu rồi, con nghỉ ở nhà cũng một thời gian, cũng 3 tháng cái mới đi làm lại.
Trời đất ơi. Lúc đó là trong giai đoạn mà bạn này đang đang phục hồi đúng không? Dạ. Trời ơi, sao xui dữ vậy không biết nữa. À, quá vậy cứ giống như là mình nợ là nợ. Bởi thôi cho cha mẹ hai bên cũng không thể nào mà không không đồng ý được, phải xúm vô để mà hỗ trợ cho. Bây giờ bỏ tụi nó cho nó chết luôn á, sao giờ? Đúng không? Nhưng mà bây giờ thì đã tất cả mọi sóng gió, những cái biến cố nó đã xảy qua hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng qua mà, cơn bỉ cực rồi đó, dạ, đúng, tới đúng. Hồi thời lại đấy. Nhưng mà trong những lúc khó khăn như vậy, hai đứa có bị bế tắc rồi, rồi cảm thấy khó chịu rồi, có cãi vã nhau không? Nhiều lúc thì cũng có, nhưng mà nói thôi thà không sao đâu, từ mà cũng nói ảnh vậy á, thôi bây giờ mình khó khăn cái từ từ mai mốt sau mình cũng có, mình ráng làm đi cũng có được khá giả, đỡ lo chút thôi chứ không có sao đâu, cố gắng đi. Vẫn luôn đồng hành bên nhau. Dạ. Đúng không? Rồi bây giờ là bây giờ cuộc sống là có tốt hơn nhiều không? Dạ, có đỡ hơn chút ạ. Đã nó qua cơn bỉ cực rồi mà. Bây giờ muốn hỏi thêm cái nữa để vui trong bụng. Về kinh tế có ổn hơn được không? Dạ, giờ thì cũng đỡ ổn, tại vì hai vợ chồng vừa đi làm mà con thì buôn bán thêm đồ nữa vậy. Tại vì thời điểm đó cũng nhờ nhà bạn á, mua đồ trên mạng bình thường thôi, cái xong rồi thấy vậy á, ta thấy mình khó khăn quá tự nhiên tới thương bạn bè kiểu như mua đồ qua lại giùm á, cũng tình cờ biết mua vậy thôi, cái xong rồi người ta giúp đỡ mình. Là bây giờ con bán hàng online luôn hả hay sao? Dạ vừa bán hàng online rồi xong rồi làm. vừa đi dạy ha. Dạ. Hồi nãy nói dạy gì em quên rồi. Dạ dạy trường mầm non. Vậy hả? Rồi thôi bây giờ cái tay thì ok rồi đúng không? Dạ đúng rồi, coi như là mỗi lần dẫn lên nhéo ông vẫn được đúng không? Thôi giờ cũng phải qua cái kia vô vô kia chị đáng ơi. Lý là thiệt cái cặp này cưng quá, không có muốn hỏi cái kia thương đó quá. Nhưng mà cái format của chương trình là vẫn phải là sau khi về ở với nhau rồi á thì có những cái tật xấu gì của đối phương nó mới lùi ra mà hồi lúc yêu nhau mình không có thấy đó, đó. Có không phải có tật xấu gì không? Nói chung là vợ mình cũng có tật xấu phải có chứ. Đâu tật gì mà con thấy là con chưa có ưng bụng lắm đâu, tật gì đâu, nói cô nghe coi. Bừa bộn quá. Bừa bộn. Nhiều khi tại cái tay nó yếu á. Không phải là tay yếu này, còn cái này là cứ đồ về là dục đó. Rồi ai dọn? Dạ, chồng dọn giùm. Chồng dọn không? Phải chồng bực mình phải không? Bởi chồng lên án liền đó thấy không? Bừa bộn. Nhưng mà mỗi lần bừa bộn gì, mỗi lần dọn gì có cầm làm bá không? Không. Có vừa làm vừa nói không á? Cũng ít rồi. À, không đáng kể làm không? Mệt về làm mệt rồi mà làm nữa đâu, mình cũng làm cho xong rồi. Rồi ở nhà chăm cũng không còn sức để nói nữa thì sẽ mệt quá rồi, không còn sức để nói nữa. Rồi ở nhà hai cô con gái là ai là chăm nhiều nhất? Nói chung em chăm nhiều nhất. Đâu còn tật xấu gì nữa không con? Ngoài hay quên lắm cô. Hay quên hả? Thầy nó mổ tay nó hay quên. Ngoài là sanh hai đứa nữa cơ, ngỏ luôn. Có cặp vợ chồng gì ông chồng đó hay quên mà hay chứng tỏ mình nhớ dai á. Hay quên là nhớ đúng, hay quên mà thích chứng tỏ mình là người nhớ đúng. Ừ đó vậy đó. Bà có gì không? Hay quên mà cứ không, nghĩ quên là mình quên luôn á. Nhiều dội lắm, dù đang làm gì vấn đề, đang làm gì xíu cái quên, cái bắt đầu đi qua làm việc khác. Là cái đó là còn để lại, đó là mất tập trung á. Ai con đang làm cái xong mà ảnh cứ kêu em làm này cho anh, còn không làm cho ảnh cái anh buồn. Thấy vậy thì thôi cài làm cho ảnh rồi chứ. Con quên cái con đang làm đúng không? Ừ đó. Thấy vợ vui tính quá. Vui tính rồi trẻ con quá. Rồi còn gì nữa không con? Nói chung mà hết rồi con. Có hay nhẹ dạ cả tin không? Nói chung cũng tính cũng thật thà. Đúng rồi, thật thà. Cô nói chuyện cô thấy thấy bé này thật thà quá. Nó dễ bị gạt lắm nè. Có không? Bữa nào có, cô mà thật thà thiệt. Cô mà đến cô khóc lóc, cô nói con ơi cho cái mượn tiền quá kẹt rồi, cô khổ quá là cho. Ý là ai mà nói gì là tin à? Dễ tin người. Thế là có bị ăn hiếp không? Có. Thì quá rồi đúng không? Thì hồi đó giờ, bây giờ em nói thiệt đi, hồi đó giờ đi chơi với bạn có bị bạn coi như ăn hiếp, bạn chơi kèo trên không? Có, nhiều lúc cũng có. Rồi những lúc vậy thì sao? Ở vậy nhiều khi con ít, em ít bạn lắm. Thì mỗi người mỗi tánh, bây giờ làm sao bây giờ? Bé nãy giờ nó muốn giữ chắc cũng giữ được à. Đúng không? Con không thể nào con giữ được á. Thôi kệ, nhiều khi là những cái gì mà con bị thiệt thòi á đối với bạn bè xung quanh á thì sau này á là con của con nó sẽ không bị như vậy. Dạ đúng mà rồi. Nó sẽ được hưởng cái Hai đứa nhỏ nó làm sao? Trời ơi, hai đứa nhỏ nó là bạn bè hả? Đứa nào cũng bu quanh nó thối ngày mà
kêu bạn mua trà sữa uống là cứ có là uống. Đứa lớn nhiều rồi. Đem ly trà sữa về không người. 11. À, đứa nhỏ nhiêu? Dạ năm nay 8. Thôi cũng lớn rồi, lớn mạnh rồi. Rồi bây giờ có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Chung là vợ thay đổi là cái thứ nhất là mình đừng có bừa bộn. Ừ. Thứ hai là dù mình quên nhưng mà mình phải có sổ ghi. Nhớ mình làm cái gì để mình nhớ. Rồi nó ghi xong rồi nó không nhớ cuốn sổ nó để đâu thì làm sao? Đó là quá nặng luôn. Đó là quá nặng, đó là hết thuốc rồi. Nó để cho chồng giữ luôn. Tại vì có những người đó giống như sinh á, con sinh thường hay sinh mổ? Dạ con sinh mổ hai đứa đó. Hai đứa. Nó quên là đúng rồi. Không có nhớ đâu. Bữa đó đó cái cô vợ mà cái anh chồng kia nói á là có luôn, có nghĩa là cổ hay quên nhưng mà trong đầu cổ lại mặc định là cổ nhớ đúng. Cái đó ác lắm luôn. Ừ. Mà cái đó là bệnh luôn, không thể nào chữa được. Trời cái đó là mâu thuẫn hoài luôn á, drama hoài luôn á. Giống như là hỏi chứ anh em lấy giùm anh cái này nghe. Ly nước. À, một ly nước đi. Cổ chưa hề lấy ly nước ra bàn. Nhưng trong đầu cổ là cổ đã lấy rồi. Cả cho bằng được là em lấy rồi. Mà chồng nó chưa hề có ly nước. Em lấy rồi. Vậy đó. Mà có cái dạ, nhiều lúc luôn nhớ mình đúng. Con sợ hay quên gì á. Nhiều lúc con cãi báo thức miết. À, tới giờ là giống như ảnh uống thuốc hay gì á, hay hỗ trợ thêm bao tử gì á là con phải cài báo thức. Ừ, cài báo thức đi con, chứ nó ghi sổ là nó không nhớ sổ để đâu đâu. Nhiều lúc cài báo thức cũng hay bực mình lắm con, tại vì cứ 5 phút báo một lần, 5 phút báo một lần, cái dòng mà đang nổi mà 5 phút báo một lần, 5 phút là khẩu nổi quá trời chuyện cần nhớ, thành ra là cứ 5 phút là không chết luôn á thiệt á. Mà nhỏ ngủ không đủ giấc á, mà cứ báo thức hoài á. Con ghi vô trong cái điện thoại, con để chế độ rung đi con. Dạ. Không được, không có sao á. Điện thoại lúc nào mình cầm trên tay á. Dạ. Chế độ rung cứ 5 phút nó nhắc con một lần. Nó rung. Làm cái gì? Ôi, chứ có điện thoại gì nhiều lúc quặn luôn. Thấy chưa? Không nhớ để điện thoại đâu nữa. Con nó nặng quá rồi. Làm sao? Cũng có đó con. Cũng có đợt nó đi Đà Lạt. Cũng bị mất cái điện thoại rồi đó con. Mà bảo quên đúng không? Dạ. Không nó để trên bàn xong rồi gia đình chạy xe thôi. Cái hồi mới nói, anh ơi, điện thoại em đâu? Ồ, điện thoại em bỏ trong túi. Đâu kiếm cuối cùng có quay lại gần tiếng rưỡi. Vị trí đó đi tiếng rưỡi không? Nó chạy tiếng rưỡi không chạy hoành lại. Đó là con bỏ hai cái điện thoại của hai đứa nhỏ vô. Cái tự nhiên bỏ điện thoại mình ở trên bàn. Rồi giờ lát tới em. Mới chặt nha. Giờ tới em đó. Ổng có bao nhiêu tật xấu? Khui đi. Ảnh nè, chỉ nóng tính nè. Nóng tính. Cái gì cũng được á. Nóng tính là thể hiện như thế nào? À, nhiều lúc nhiều khi làm mà gì mệt á, nhiều khi bực bội hay cáu hay thôi à. Có là em không? Thì ảnh cũng có quát la vậy thôi xong rồi. Thế là em nghĩ thôi cài nóng tính la vậy xong rồi lát rồi mình xin lỗi ảnh hay này kia, mình nói nhỏ nhẹ cái anh ảnh xìu với vậy. Cho nên ảnh la là tại vì con hay quên đó. Dạ đúng rồi. Đó là con cũng biết. Là nhiều cho con dạ. Con bừa bộn đó. Hả? Đó cô nghĩ là chỉ có hai cái đó làm cho ảnh bực bội la lên thôi. Mỗi đúng lần cái chuyện đó coi như con lỡ tay. Dạ? Em lỡ tay. Rồi ảnh la lên vậy có bao giờ bị quýnh không? Bị quýnh quán á? Có lúc nói sâu không biết làm gì nữa. Bị quýnh quán á? Đúng rồi, bị mất phương hướng á con. Thực sự nhiều khi đó không phải là vợ con cố ý đâu. Mà là tức là đó giống như là sanh nhiều ha. Rồi bản thân vợ con là cái người quá hiền lành á. Quá hiền lành. Với lại cái thần kinh cũng không có vững bằng người khác. Tại vì quá hiền, quá kiểu mà thật thà. Không có đúng kiểu vậy. Như ờ đó. Đó có những người như vậy đó con, họ họ lành tính quá đi, thành ra là bây giờ theo cô á là con chỉ nên nóng khi vợ con bừa bộn thôi, còn nếu mà vợ con bị quên á thì con đừng có nóng, là tại vì cái đó không phải là cố tình mà là do là bây giờ nó quên là nó quên thôi, chứ không thể nào mà mình phải cải thiện từ từ, cho nên lúc mà mình nóng lên á là càng quên nữa. Đúng càng lúng quýnh lên, mất định hướng là không biết là mình phải nên như thế nào, mình làm như thế nào thì như vậy cũng tội nghiệp. Thành ra con chỉ nên nóng khi mà vợ con bừa bộn thôi, để cho vợ con sửa cái đó thôi. Mà anh nghĩ cũng nên hạn chế cái việc nóng tính mình với người vợ này. Anh nói thí dụ nha, cổ đang làm một cái việc gì đó, cổ đang cầm một cái vật nhọn hay gì, một cái vũ khí gì đó. Không, cái này là có thiệt nha. Có nghĩa là vô tình thôi. Em có nghe trong một cái hoàn cảnh nào đó, em không kiềm chế được. Em la lên một cái, cổ có bất ngờ quýnh quán. Thì những cái vật mà cổ cầm trên tay, nó có khả năng gây sát thương cho cổ và cho cả những người xung quanh luôn, thì cái đó rất nguy hiểm. Không, thực ra tại vì bị giật mình thôi chứ không phải chị có chị mình. Với tình trạng của bạn này thì nói chung là mình nghĩ cái chuyện mà lính qua lính quýnh
khi mà bị có một cái tác động từ ở bên ngoài á, thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là lính qua lính quýnh, không biết làm một cái gì cả. Đó. Thì đó, ví dụ như rơi, chẳng rơi, hạn như mình đang cầm cái mình rơi, cái rớt vô chân mình đau, ví dụ vậy. Hoặc là con đang sắc đồ chẳng hạn. Đúng ví dụ rồi. Vậy. Cái đúng hết đứt tay đó. Cái bị đứt tay. Đó. Đó. Tội nghiệp em. Hiểu không? Em phải đúng, thật sự ta được cái là nhà ít cầm dao lắm, mà không cho cầm dao. Không phải, thí dụ, vậy thí dụ bếp là tại bếp là em nấu hết. Ừ. Thì biết đâu được bữa nào bà hứng lên á, cái bà hương ấy lên cái bà. Không. Hoặc là nhiều khi á bà giá đồ thôi, không cần cái kim bếp. Cái kim bà giá đồ sao vô tay bà, trời ơi anh ơi dính rồi. Cái kim chọt vô tay xong thiệt. Ừ. Thấy không, tại người bị mất bình tĩnh á. Ừ. Thật ra vợ em là một người rất là nhẹ nhàng, rất là mỏng manh yếu đuối. Ừ. Đó, thành ra mình là cái tùng cây bách, một người cao 1m8 với một cô gái cao 1m5 thì mình phải luôn luôn phải che chở cho bạn đúng ấy rồi. Nên nâng niu bạn ấy hơn. Cô thấy á, bây giờ ba cha con của con á phải là cái người mà gọi là một cái hàng rào để bảo bọc, đúng rồi, và che chở cho vợ và mẹ. Không, cái đó cô nói thiệt, tại bạn này rất là yếu đuối, rất là mong manh, và cái thần kinh của bạn không có vững như những người khác đâu. Đúng rồi. Ừ, bạn hay bị giật mình thẳng thốt á. Hứa đi. À. Cũng qua hành trình này cũng mong là sẽ cố gắng khắc phục cái tính nóng của mình. Ừ. Cố gắng thương vợ nhiều hơn. Ừ. Thương vợ nhiều hơn. Vợ xúc động lắm á, nãy giờ là vợ rất xúc động luôn á. Khóc mấy lần rồi đó. Đó. Với lại là qua những cái biến cố mà nó có thể dẫn đến cái chuyện gọi là chia ly sinh tử luôn á. Nó đã đến rồi đó, chứ phải không đâu. 50-50. Và em có biết em nằm ở trong phòng kia, nhưng mà bên ngoài vợ của em nó phải khóc biết bao nhiêu. Phải đau lòng nữa, sợ với nó. Cho nên khi đã trải qua rồi, mình phải càng giữ và phải càng yêu thương cái người phụ nữ. Đúng rồi. Em. Với lại là con giữ cái mạng sống cho mình là bởi vì con nghĩ tới vợ, tới con của con. Đó. Đó là cái điểm mấu chốt để mà con bảo toàn được cái sức khỏe và cái mạng sống của con trong cái lúc sanh tử còn gì nữa. Đúng không? Đúng rồi. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm nhớ lời cô dặn nha. Dạ. Nhớ nha. Thứ 8 rồi đúng dạ, rồi. Dạ rồi. 1m8 với 1m5 nha chưa. Mình phải làm một cái mái nhà, mình phải làm một cái tùng cây bách đi. Có mái nhà rồi. Tại đó. Vì một đứa 11, một đứa 8. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nói gì nè. Đó giờ nghe là bà đứng kế bên. Ha, phải luôn là cây tùng cây bách vững chắc và yêu thương vợ nhiều hơn. Dạ. Nghe, lặp lại một câu của chị Vân nãy là qua cơn bị cực tới thời thới lai. Và hy vọng là cái thời đó nó đang vận vào hai vợ chồng bạn. Đúng rồi. Rồi. Xin chào. Rồi. Ok. Dạ. Cái phần